Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Y lần thứ 11 vô địch giải nữ vô địch quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh Y tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình khi họ có lần thứ 11 lên ngôi ở giải nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Lượt trận cuối cùng của giải chứng kiến những cuộc đọ sức hấp dẫn mang tính quyết định đến ngôi vô địch. Ở loạt trận sớm, Hà Nội Y bắt buộc phải giành chiến thắng trước Than KSVN để có thể níu giữ hy vọng lượt lên Thành phố Hồ Chí Minh Y. Tuy nhiên, thực tế trên sân diễn ra không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Dòng Song Tròn. Than KSVN cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phối hợp ngắn ấn tượng. Đội bóng vùng mỏ lấn lướt Hà Nội Y và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Thúy Hằng đối mặt với thủ môn Hà Nội Y nhưng cô dứt điểm thiếu sắc sảo. Trong khi đó, Vũ Thị Hòa và Hải Yến cũng bỏ lỡ những tình huống có thể mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Hà Nội Y tiếp tục cho thấy nỗ lực để giành chiến thắng. Dù vậy, áp lực tâm lý khiến cho những cú sút của đội bóng thủ đô thiếu chính xác. Hà Nội Y đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Than KSVN. Ở trận đấu cuối cùng, Thành phố Hồ Chí Minh Y gặp Phong Phú Hà Nam khi họ đã chính thức lên ngôi vô địch trong hoàn cảnh Hà Nội Y không thể đánh bại Than KSVN. Điều này giúp cho tâm lý của Thùy Trang và đồng đội thoải mái hơn nhiều. Phút 15, Thùy Trang thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh Y sau tình huống phối hợp đẹp mắt với đồng đội. Đến phút 25, Thu Thảo nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác với cú sút treo góc hiểm hóc. Cơn ác mộng chưa dừng lại với Phong Phú Hà Nam khi họ thủng lưới bàn thứ ba sau đó 9 phút. Người lập công cho Thành phố Hồ Chí Minh Y là Cù Thị Huỳnh Như. Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Phạm Văn Hải được đền đáp khi Tạ Thị Thủy sút xa đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Phong Phú Hà Nam. Đáng tiếc, họ không thể có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và chấp nhận kết quả bài trận trước đối thủ. Giành chiến thắng thuyết phục trước Phong Phú Hà Nam, Hà Nội Y chính thức lên ngôi ở giải nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Đây là lần thứ 8 liên tiếp cô trò huấn luyện viên Kim Chi giành danh hiệu cao quý này. Các hạng mục giải thưởng: đội vô địch Thành phố Hồ Chí Minh Y đội hạng nhì, Hà Nội Y đội hạng ba, Than KSVN đội Fair Play, Thái Nguyên TNT vua phá lưới, Vũ Thị Hòa Hà Nội Y thủ môn xuất sắc nhất, Đào Thị Kiều Anh Hà Nội Y cầu thủ xuất sắc nhất, Trần Thị Thùy Trang Thành phố Hồ Chí Minh Y.